Ai mua kem không? Ai mua kem không? Wow, xin chào bạn Lộc nha. Bạn Lộc nay bán kem hả? Nay bán kem. Wow, quá trời kem luôn. Có ai mua chưa? Ai chưa ai mua hết, ngủ chết. Bỏ tủ lạnh đi, mai mình ăn nữa. Đó, bằng bi có bị gì hả? Cái mặt với mấy kem nhiều dữ hả? Đó, bằng bằng kia cũng với mấy kem luôn.